Hai các chị em ơi, cuối năm thì chúng ta vừa phải bận việc công ty này, cùng với đó thì cũng phải sắm sửa cho đồ Tết, thế nên là các chị em quá bận rộn rồi đúng không nào? Nhưng mà chúng ta nên dành một xíu xíu thời gian để có thể cập nhật những tin hot nhất trong ngày để chống tối cổ nữa chứ nhỉ? Bắt đầu chương trình ngay nhé. Sự thật thông tin hai nữ sinh bị xâm hại khi đi học quân sự. Thông tin bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào tối ngày 11 tháng 1. Nhiều thông tin và cả những clip ngắn không rõ hình ảnh liên tục được chia sẻ với nội dung nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhảy lầu tự vẫn khi học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7 đóng tại địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong tối ngày 11 tháng 1, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7 gửi công văn cho trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7. Theo lãnh đạo trung tâm cho biết, đơn vị này tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định phân luồng của Bộ Quốc phòng. Trong quá trình sinh hoạt tập thể xảy ra vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ do không làm chủ cảm xúc dẫn tới việc một bạn nữ có biểu hiện khóc và la hét. Đơn vị này cũng khẳng định sự việc được cán bộ quản lý gặp gỡ động viên giải quyết xong không xảy ra hậu quả. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Quân sự Quân khu 7 cũng thông tin mọi hoạt động và các chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường, công tác quản lý sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc đúng với môi trường quân sự. Mọi thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, bị xuyên tạc với dụng ý xấu. Điều này một lần nữa được Đại tá Nguyễn Tiến Sơn khẳng định tại buổi họp báo thông tin chính thức chiều ngày 12 tháng 1. Đại tá Sơn cho biết, âm thanh trong các clip lan truyền trên mạng là do lồng ghép của các lực lượng phản động. Về hai clip xuất hiện trên mạng xã hội, Đại tá Sơn cũng cho hay chỉ có một clip đang lan truyền trên mạng được quay tại trường và đó là clip quay đối diện tòa nhà. Lộ danh tính một nam idol K-pop dính vào đường dây môi giới trốn nghĩa vụ quân sự. Chị em có tò mò muốn biết lại không? Xem ngay thôi nào. Hàn Quốc triệt phá đường dây môi giới trốn nghĩa vụ quân sự cho sao và giới nhà giàu. Ngày 12 tháng 1, Sport Dong Ai đưa tin một đường dây môi giới trốn nghĩa vụ quân sự đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ và truy tố. Nhóm môi giới này lợi dụng lỗ hổng khám sức khỏe để có được kết quả sức khỏe hạng 4, giúp người nổi tiếng con nhà giàu có thể nhập ngũ theo diện nhân viên phục vụ cộng đồng. Theo quá trình xét xử, những người thuộc đường dây này khai rằng đã giúp đỡ nam idol kiêm rapper A trốn nghĩa vụ quân sự. Theo đó, A rời khỏi chương trình truyền hình nổi tiếng vào tháng 5 năm 2022, comeback vào tháng 9 và nhập ngũ theo diện nhân viên phục vụ cộng đồng vì sức khỏe yếu vào tháng 10. Từ những dữ liệu này, netizen cho rằng A chính là Ravi VIXX, nam idol rời khỏi chương trình Today One Night. Các mốc thời gian anh comeback và nhập ngũ làm nhân viên phục vụ cộng đồng đều trùng khớp với thông tin trên. Hiện tại, truyền thông Hàn Quốc không thể liên lạc được với công ty quản lý của Ravi. Thời gian gần đây, các công tố viên ở Seoul đang tiến hành điều tra đường dây môi giới trốn nghĩa vụ quân sự. Theo đó, một người môi giới đã nhận đến 100 triệu won, 188 triệu đồng để hướng dẫn người khác nhận được kết quả khám sức khỏe loại 4 để được miễn hoặc giảm nghĩa vụ quân sự. Đến nay đã có đến 70 người bị tình nghi là khách hàng của dịch vụ này, rất có thể gồm con cái của các gia đình giàu có và quan chức cấp cao người nổi tiếng. Theo luật pháp Hàn Quốc, tất cả những người đàn ông khỏe mạnh phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong quân đội từ 18 đến 21 tháng. Lại thêm một loạt các ngôi sao dính vào đường dây quảng cáo cờ bạc phi pháp tại Việt Nam. Các chị em có tò mò những gương mặt này là ai không? Trang Pháp, Emily, Băng Di, Thùy Anh quảng cáo web cờ bạc. Theo điều tra của Zing News, gần đây website cá cược đánh bạc Fun 88 là nền tảng có hoạt động quảng cáo rầm rộ trên khắp các trang mạng. Bên cạnh hoạt động trực tuyến, mạng lưới cờ bạc này còn tràn ra phố với các hình thức quảng cáo công khai ngoại tuyến, từng nhiều lần bị lên án. Các nghệ sĩ Việt vẫn tiếp tục tham gia quảng cáo trong mô hình cờ bạc phi pháp. Bốn nữ nghệ sĩ gồm Trang Pháp, Emily, Băng Di, Thùy Anh tham gia vào chuyến đi Hàn Quốc do Fun 88 tài trợ. Họ có nhiều bài đăng quảng cáo trá hình cho nền tảng đánh bạc cá độ. Trên các trang mạng xã hội, Fun 88 dựng lên tấm bình phong là nền tảng giải trí thể thao. Thực tế, sản phẩm được giới thiệu là trang đánh bạc, được thay đổi tên miền liên tục nhằm qua mặt cơ quan chức năng và nền tảng kiểm soát. Fun 88 đã xuất hiện tại Việt Nam được một thời gian. Trước đó, website phi pháp này chủ yếu quảng bá trên các nền tảng như web chiếu phim, bóng đá lậu. Gần đây, mô hình đánh bạc này chuyển sang hoạt động quảng cáo rầm rộ hơn bằng nhiều hình thức, trong đó có việc thuê người nổi tiếng. Tháng 7 năm 2022, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đăng loạt bài được mời sang Hàn Quốc xem trận đấu giao hữu giữa Tottenham Hotspur và các ngôi sao Kay Lewis. Trang Pháp, Emily Băng Di và Thùy Anh liên tục chia sẻ hình ảnh vui chơi trong chuyến đi, đi kèm với các bài đăng là nội dung quảng cáo cho nền tảng đánh bạc. Emily xin cảm ơn Fun 88 vì đã gửi lời mời Emily đến với Fun 88 Korean Trip. Mọi người hãy follow, theo dõi Fun Sports Việt Nam và theo dõi những events và sự kiện thể thao để săn ngay một chuyến du lịch miễn phí như Emily nhé. Ca sĩ đăng bài trên trang cá nhân, trong loạt bài đăng các nghệ sĩ nói trên còn hashtag nhắc trực tiếp đến trang web cá độ trực tuyến như tag Fun 88 Korea Trip, tag Have Fun in Korea 88, tag Fun Seoul Tour, tag Tottenham Hotspur x Fun 88. Trang Facebook mà Emily, Trang Pháp, Băng Di hay Thùy Anh kêu gọi người dùng theo dõi được ngụy trang dưới dạng công ty giải trí trực tuyến và tiếp thị thể thao. Tuy nhiên, hình ảnh thông tin trên fanpage đều có liên quan đến trang web cá cược trực tuyến nói trên. Ngoài ra, Thùy Anh, Trang Pháp còn mặc áo có logo, chụp ảnh quảng cáo cho mô hình phi pháp, chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân.
do ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC, chuyên gia an ninh mạng từ chống lừa đảo.vn thuộc Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng quốc gia. Nền tảng Fan88 là một hệ thống cờ bạc cá độ trực tuyến có quy mô lớn, hoạt động tinh vi. Mỗi ngày chúng tôi chặn hàng chục tên miền mới phát hiện từ mạng lưới này. Tuy nhiên, họ có kho hàng nghìn URL, khó lòng triệt phá hết. Ông Hiếu chia sẻ, các trang thuộc hệ thống nói trên cũng từng bị Bộ Thông tin và Truyền thông nhắc đến trong danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bộ liệt những tên miền này vào nhóm cá cược thể thao, casino trực tuyến, game bài, xổ số. Trao đổi với Dinh, ông Trần Viết Hà, luật sư thành viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những hành vi quảng bá web cờ bạc là vi phạm pháp luật. Theo luật sư Hà, căn cứ trên điều 7-8 luật quảng cáo năm 2012, cấm quảng cáo các hàng hóa dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo điểm D khoản 1, điều 33 nghị định 38/2021 xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, quy định xử phạt 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi bị cấm, ông Hà nói. Chị em ơi, chị em đã xem phần thi của Ngọc Châu tại Miss Universe năm nay chưa? Cô ấy thực sự đã tỏa sáng tại cuộc thi này rồi đấy, với bộ váy cánh bướm, và chúng ta cùng xem ngay sau đây nhé. Ngọc Châu tỏa sáng ở bán kết Miss Universe với váy cánh bướm. Hoa hậu Ngọc Châu được khen ấn tượng khi diện chiếc váy hiệu ứng cánh bướm trong bán kết Miss Universe 2022. Trên sân khấu, Ngọc Châu xuất hiện cuối phần thi trình diễn trang phục dạ hội với bộ cánh cúp ngực, xẻ tà cao, mô phỏng cánh bướm khổng lồ với hiệu ứng màu sắc độc đáo. Người đẹp tô son đỏ, búi tóc cao để làm nổi bật phần xương quai xanh. Diện mạo quyến rũ, uyển chuyển cùng lối catwalk tạo dáng bàn tay thành cánh sen của Ngọc Châu được các fan rất đẹp trong nước và quốc tế chú ý. Bộ váy Butterfly Effect mà Ngọc Châu mặc được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ diệu của những cánh bướm. Mẫu váy do Trung Thanh Phong sáng tạo với thiết kế mang form dáng concept đặc trưng, tôn lên vóc dáng quyến rũ của Ngọc Châu. Theo chia sẻ của nhà thiết kế, tác phẩm được tạo hiệu ứng chuyển đổi màu sắc lấp lánh trên form dáng cánh bướm 3D, tựa như một vũ trụ thu nhỏ. Ý nghĩa được ekip truyền tải thông qua bộ váy là để tôn vinh giá trị cống hiến của những điều tưởng như nhỏ bé, giống như hiệu ứng cánh bướm, vì mỗi suy nghĩ, hành động nhỏ đều góp nên những kết quả lớn. Với trang phục này, Ngọc Châu muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống để nên những giá trị lớn lao cho xã hội. Chị em ơi, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị em cũng nên tranh thủ ra đường để sắm sửa Tết đi, không đường đông lắm đấy. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Bye bye.